Dạ vâng ạ, sản phẩm đầu tiên em xin được giới thiệu tân thể các bác đó là đẩy 4 kênh PS Audio mã số là HD9004. Sản phẩm này em đang thanh lý để thu hồi vốn các bác nhé. Hàng mới tinh, được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ và được bảo hành 1 năm, lỗi 1 tháng đổi mới các bác nhé. Model HD904 hiện tại em còn vài chiếc nữa. Em xin được chào bán với giá 9.300.000 đồng, em bao ship cho các bác của anh em. 1000W trên một kênh, nội trở 8 ohm, size 2U các bác nhá. Giá quá tốt luôn ạ. Đôi loa DKD kênh mã số là K2. Em còn một đôi nữa. Đây là những đôi loa mới tinh, em bỏ ra ngoài hộp xốp rồi các bác nhá. Ok chưa? Có hai đôi em bỏ ra ngoài xốp để gọi là bày mẫu, để gọi là demo đấy ạ. Thì nay em thanh lý 10 triệu đồng một đôi tại cửa hàng các bác nhá. Nó có xước thì em vừa mới tỉa qua tí sơn đây rồi, đúng không ạ? Còn thực sự bên trong thì mới rót các bác nhá. Ok chưa? Cứ bóc túi bóng ra, mới rót luôn. Loa DK em còn một đôi nữa các bác nhá. Ok chưa? Giá rất tốt. Đẩy PS Audio HD904 9.3 triệu, bao ship em còn vài con nữa. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm alo cho em. Và combo đẩy PS và loa DK này em sẽ gửi cho anh trai có địa chỉ tại tỉnh Nam Định thôi này các bác. Ok chưa? Có địa chỉ tại tỉnh Nam Định các bác nhá. Thưa các bác của anh em, những đôi loa DK bây giờ em đang thanh lý hết, thanh lý cho bằng hết các bác nhá. Những đôi loa còn mới tinh ở trong hộp xốp em sẽ thanh lý với giá 12.500.000 đồng trên một đôi, em còn vài đôi nữa. Ok chưa? DKD kinh mã số là K2. Em đã kiểm tra dán tem đầy đủ cho anh em, đúng không ạ? Hàng xịn của DK các bác nhá. Hàng xịn của DK. Em giới thiệu lại là em có hai đôi loa DK, hàng em bỏ ra hộp xốp rồi, gọi là hàng bày mẫu. Giá 10 triệu một đôi tại cửa hàng thì em bán một đôi rồi, còn một đôi nữa. Còn hàng mới tinh nguyên trong thùng xốp em còn vài đôi nữa, giá 12.500.000. Giá còn rẻ hơn cả đôi loa Trung Quốc các bác nhá. Em khẳng định luôn là rẻ hơn mấy đôi loa Trung Quốc là tên. Nhưng các bác nhận được là hàng xịn của DK. Các bác của anh em nghe chất âm nhá. Đẩy PS còn vài con, giá lúc nào cũng tốt các bác nhá. Em bán hết model HD, được chưa? Xin mời các bác. Tiếng bass của loa DK rất là hay luôn. Thôi các bác nhá, chủ em giới thiệu là sản phẩm em đang bán giá tốt rồi, còn chất âm của PS thì các bác biết rồi, rất là hay, sáng tiếng, khỏe tiếng, độ bền cao, còn giá 9.3 triệu thì vô cùng hợp lý. 9.3 triệu bao ship rồi các bác nhá. Đẩy mới tinh, nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ, bảo hành 1 năm các bác nhá. Ok chưa? Rất cảm ơn các bác cùng anh em, hãy liên hệ cho em thật sớm để sở hữu những sản phẩm hàng tốt, giá rẻ các bác nhá. Rất cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Em xin được gửi lời chào nhá. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Em có thể quay luôn đôi loa DK giá 10 triệu còn lại. Ok chưa? Đây em quay luôn. Em đóng đóng đi. Đây các bác nhá, đôi loa DK 10 triệu còn lại. Đây cũng bị xước này các bác này. Đấy em bỏ ra ngoài đúng không ạ? Nó bị xước. Đó mọi người để ý nhá. Đây tép DK. Đây à, bị xước này. Đúng không ạ? Đó, hãy liên hệ thật sớm cho em. Em còn một đôi nữa. Hãy gọi điện thật sớm các bác nhá. Đấy, ok, xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Đây là hộp của đẩy PS904, hàng mới tinh vừa bóc ra xong các bác này, đúng không ạ? Đẩy mới tinh, nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ. Loa DK cũng vậy, nhưng loa DK thì em sẽ bán hết đi để cho nó hết hàng các bác nhá. Đấy, bộ này là có một đôi dây loa kèm theo, đôi dây loa đỏ kèm theo. Đôi loa này và bộ này em gửi xe khách các bác nhá.
em gửi xe khách về tỉnh Nam Định. Đó, DKK2. Đồ nhạy 101 dB, đúng không ạ? Đây các bác của anh em xem này, em quay em chỉ test bằng một cái điện thoại các bác này. Đấy, em luôn quay bằng một cái điện thoại thôi. Loa mới cứng, bóng sáng. Đúng không ạ? Ui giời. Tuyệt vời chưa các bác? Đúng không ạ? Sáng như gương luôn. Đấy, ok chưa? Test thực tế các bác nhá. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo ạ.